Xin chào tất cả các bạn đã đến với Thiếu Nhi Quảng Trị tuần này. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau trải qua những ngày mùa hè sôi động và ý nghĩa. Chắc chắn các bạn đều được tham gia những hoạt động thú vị phải không nào? Tuệ Lâm chúc các bạn sẽ có một kỳ nghỉ hè thật vui và đáng nhớ để chuẩn bị năng lượng cho một năm học mới các bạn nhé. Trong chương trình hôm nay, chúng mình cùng đến với những nội dung chính sau đây. Câu lạc bộ em yêu sách Quảng Trị mang sách đến cho học sinh vùng cao. Gương mặt tự hào hôm nay sẽ là chân dung của bạn Trần Bảo Phúc, lớp 2E, trường tiểu học thị trấn Gio Linh. Các bạn thân mến, với mong muốn lan tỏa niềm yêu thích đọc sách đến các bạn học sinh miền núi Quảng Trị, vừa qua, câu lạc bộ em yêu sách Quảng Trị đã đến thăm, tặng sách và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho các bạn học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Ba Tầng, huyện Hướng Hóa. Chúng mình cùng đến với hoạt động này qua phóng sự sau đây các bạn nhé. Câu lạc bộ em yêu sách Quảng Trị bao gồm một nhóm bạn học sinh của trường tiểu học Sông Hiếu, thành phố Đông Hà, có niềm đam mê về sách. Ngoài những giờ học ở lớp, niềm yêu thích của các bạn là những cuốn sách, truyện tranh được bố mẹ mua cho hoặc mượn ở thư viện nhà trường để chuẩn bị cho lần đến thăm các bạn học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tầng, huyện Hướng Hóa. Lần này, các bạn câu lạc bộ em yêu sách Quảng Trị đã không ngần ngại đóng góp sách cũ của mình, cẩn thận phân loại, sắp xếp gọn gàng, mang tặng các bạn học sinh ở đây với mục đích giúp các bạn có thêm nhiều loại sách bổ ích sử dụng trong học tập. Dịp này, các thành viên câu lạc bộ em yêu sách Quảng Trị cũng huy động thêm áo quần, đồng phục và nhiều vật dụng cần thiết khác để trao tặng. Mình cảm thấy rất vui khi được tham gia hoạt động này, khi được mang những điều tốt đẹp đến với mọi người, nhất là niềm đam mê đọc sách. Không khí vui tươi, náo nhiệt với những bài hát, điều nhảy do các bạn học sinh nhà trường và các bạn trong câu lạc bộ em yêu sách Quảng Trị thể hiện đã xóa đi cả ngại ngùng, bỡ ngỡ. Các bạn nhanh chóng làm quen và cùng nhau triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, hỗ trợ nhau tô những bức tranh màu, trò chuyện với nhau, kể về kết quả học tập cũng như dự định mới. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui, hạnh phúc. Em mong rằng là buổi đi ngày hôm nay thì sẽ lan tỏa tình yêu sách đối với các bạn ở trường tiểu học Ba Tầng này. Và em cũng muốn là lần sau sẽ có nhiều buổi đi giống như thế này nữa để em có thể lan tỏa tình yêu thương và giá trị về cuốn sách ạ. Ở Quảng Trị, có rất nhiều điểm trường lẻ trên vùng cao, thiếu thủ sách, học sinh không có cơ hội tiếp cận với các nguồn sách, truyền, dù các bạn rất ham học. Vì vậy, một trong những hoạt động được các bạn học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tầng, huyện Hướng Hóa chờ đợi là hoạt động giới thiệu sách và nhận sách từ câu lạc bộ em yêu sách Quảng Trị. Từ những cuốn sách mà các bạn học sinh miền xuôi giới thiệu đã giúp cho các bạn học sinh ở vùng cao hiểu và tìm đến với sách nhiều hơn. Qua đó, thúc đẩy văn hóa đọc sách, tình yêu với sách cho những bạn học sinh vùng núi. Hôm nay con rất vui vì được đọc truyện cùng mấy bạn ở trên thành phố và được tô màu cùng mấy bạn và con cũng được giao lưu với mấy bạn. Con mong rằng sau này các bạn cũng sẽ đến thăm con, tham quan trường con nhiều hơn. Từ những cuốn sách nhận được, các bạn lại quây quần bên nhau, truyền tay nhau và cùng đọc thêm những đầu sách mới. Các bạn ở câu lạc bộ em yêu sách Quảng Trị cũng trao đổi, giới thiệu thêm cho các bạn học sinh nơi đây những đầu sách mới, những quyển truyện hay để cùng nhau tìm hiểu. Nhóm cũng đến với các hộ dân sống xung quanh, tặng sách cho các bạn nhỏ, cùng nhau đọc sách để hiểu thêm về đời sống, sinh hoạt, học tập của các bạn nhỏ vùng khó. Tôi mong muốn lớn nhất đó là được trao gửi yêu thương đến với các bạn nhỏ ở vùng cao, những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Và hơn hết, tôi mong muốn rằng những bạn học sinh thân yêu của mình có thêm thật nhiều trải nghiệm, các em biết cảm nhận và biết lan tỏa yêu thương. Và mong rằng các mạnh thường quân sẽ tiếp tục đồng hành để hỗ trợ, để cô trò có thể lan tỏa thêm được nhiều yêu thương đến với các bạn nhỏ khác nữa.
Từ những hành động nhỏ và việc làm có ý nghĩa, các bạn ở câu lạc bộ Em yêu sách Quảng Trì đã lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến các bạn học sinh trường phổ thông, dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở ba tầng, hình thành thói quen tốt, đọc sách và giúp các bạn chủ động trong việc học ở nhà trường. Những quyển sách được trao đi không chỉ là món quà tinh thần mà còn là tình cảm và tấm lòng sẻ chia của các bạn ở câu lạc bộ Em yêu sách Quảng Trì dành cho các bạn học sinh vùng khó. Vì câu lạc bộ đã đem đến niềm vui và chia sẻ những yêu thương kết nối lại cho các bạn ở vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở ba tầng. Thông qua cuộc giao lưu và trải nghiệm hôm nay thì bản thân của tôi cũng như là các bạn thì sẽ học được rất là nhiều kinh nghiệm và sẽ giúp cho các em mình dạn tự tin hơn trong giao tiếp và rèn luyện kỹ năng sống cho các em. Khi mà phương tiện nghe nhìn ngày càng phát triển thì việc tạo dựng văn hóa đọc cho học sinh vô cùng quan trọng. Hoạt động của câu lạc bộ Em yêu sách Quảng Trì đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc tới học sinh vùng cao Hướng Hóa, giúp các bạn ấy có một mùa hè thật bổ ích và lý thú. Các bạn thân mến, gương mặt tuổi hoa tuần này, chúng mình cùng gặp gỡ về bạn Trần Bảo Phúc, học sinh lớp 2E, trường tiểu học thị trấn Gio Linh. Bạn ấy có năng khiếu đặc biệt với môn học tiếng Anh, khi nhiều lần đạt giải thưởng cao tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh khối 3, khối 4 và khối 5. Với thầy cô giáo và bạn bè lớp 2E, trường tiểu học thị trấn Gio Linh, Bảo Phúc tạo ấn tượng đầu tiên với mọi người bởi sự thông minh, nhanh nhẹn và thái độ cầu thị trong giao tiếp, học tập. Bảo Phúc được thầy cô và bạn bè yêu mến bởi tinh thần học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn. Do có sự yêu thích đặc biệt với môn tiếng Anh, nên bạn ấy đã dành nhiều thời gian tự học, nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình, sinh ra và lớn lên tại thị trấn Gio Linh. Như bao bạn bè đồng trang lứa, Bảo Phúc chỉ được tiếp cận với tiếng Anh qua chương trình học chính khóa trên lớp. Có môi trường và điều kiện để rèn luyện ngôn ngữ này thì gần như không có. Điều duy nhất giúp Bảo Phúc thẩm thấu tiếng Anh một cách tự nhiên đó là mê xem phim hoạt hình trên TV và quá trình nỗ lực say mê để tìm ra phương pháp học tiếng Anh có hiệu quả. Điều học giỏi môn tiếng Anh trên lớp là em lắng nghe cô giáo giảng bài, ở nhà là em coi trên Internet và để học thêm nhiều từ vựng hơn. Bảo Phúc cho biết mình thích ngoại ngữ từ nhỏ, khi học mẫu giáo được cả cô giáo cho làm quen với cả chữ cái và đọc bằng tiếng Anh. Bạn ấy cảm thấy ngôn ngữ là một điều rất đặc biệt và đam mê học tiếng Anh từ đó đến nay. Với niềm đam mê và tìm tòi khám phá, nhiều năm liền, Bảo Phúc đã giành giải cao tại cả cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet như năm học 2023-2024. Bảo Phúc đạt giải bạc khối 4 kỳ thi cấp quốc gia, đạt giải khuyến khích khối 5 kỳ thi cấp quốc gia, đạt giải nhất khối 3 toàn quốc kỳ thi cấp huyện. Ngoài ra, Bảo Phúc còn đạt giải khuyến khích kỳ thi khối cấp tỉnh trang nguyên tiếng Việt trên Internet năm học 2023-2024. Tấm gương của Bảo Phúc luôn khiến thầy cô, bạn bè ngưỡng mộ và yêu mến. Bạn Bảo Phúc là bạn học rất giỏi, bạn hòa đồng với mọi người, bạn là một tấm gương sáng cho lớp em nói theo. Tôi rất là tự hào về bạn Bảo Phúc trong học tập và rèn luyện. Thì bạn là một học sinh rất là tiêu biểu, gương mẫu của lớp, tham gia rất là tốt các cái hoạt động của nhà trường cùng với của lớp. Và bạn, tính cách của bạn thì rất là hài hước, dễ thương, gần gũi với cô và các bạn. Và trong các cái hoạt động thì bạn luôn luôn là có cái tinh thần giúp đỡ các bạn rất là tốt. Đặc biệt là cái môn tiếng Anh thì tôi thấy là bạn có một cái đam mê rất là lớn. Trong quá trình lên lớp, ngoài các cái giờ mà cô giáo bù môn dạy thì tôi thấy là bạn là thường thường là xem các cái quyển truyền về tiếng Anh. Từ đó là bạn có thêm cái niềm đam mê tiếng Anh của mình. Ngoan hiền, chịu khó và siêng năng trong học tập là những điều thầy cô và bạn bè cảm nhận về Bảo Phúc.
Kết quả mà bạn ấy đạt được là xứng đáng cho cả quá trình nỗ lực và phấn đấu của mình. Đây không chỉ là niềm vinh dự của bà Phúc và gia đình mà còn tạo niềm tin, động lực cho nhà trường cũng như các bạn học sinh khác trên hành trình chinh phục tri thức. Các bạn thân mến, chúng mình vừa đến với những nội dung của thiếu nhi Quảng Trị tuần này. Hy vọng với những câu chuyện mà chương trình chia sẻ, chúng mình sẽ cùng nhau phấn đấu, nỗ lực trở thành những đội viên gương mẫu các bạn nhé. Đến đây, Tuyền Lâm phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.